Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, huyện Bắc Tân Uyên đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Huyện Bắc Tân Uyên hiện có 2.700 đối tượng chính sách, gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam, cán bộ bị địch bắt tù đày. Trong đó có 385 đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng. Những năm qua, huyện đã luôn quan tâm chăm lo và thực hiện tốt các chế độ chính sách theo quy định. Những ngày giáp Tết, huyện tổ chức nhiều đoàn đi thăm tặng quà Tết cho các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội với tổng kinh phí trên 9.500.000.000 đồng. Ngoài ra, các ngành, các địa phương và tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn huyện cũng có nhiều hoạt động hết sức thiết thực như tặng sổ tiết kiệm, thẻ bảo hiểm y tế, xây tặng và sửa chữa nhà tình nghĩa, góp phần tạo điều kiện để các gia đình chính sách có điều kiện vui xuân đón Tết cổ truyền của dân tộc. Ngoài những cái phần quà được tỉnh phân bổ cho huyện thì với cái kinh phí từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa thì huyện cũng là thăm tặng nhiều cái phần quà cho các cái đối tượng chính sách, đồng thời là tổ chức các cái đoàn đến từng gia đình để thăm hỏi động viên, để cho các cái đối tượng chính sách đón cái mùa xuân vui tươi ấm áp và thêm nhiều ý nghĩa. Với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau, huyện Bắc Tân Uyên cũng luôn quan tâm tập trung các nguồn lực xã hội để vừa chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho các đối tượng chính sách, vừa chia sẻ những khó khăn của các hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em và công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có điều kiện vui xuân đón Tết bằng nhiều hoạt động phong phú và có ý nghĩa như Tết sum vầy, xuân gắn kết, chuyến xe xuân nghĩa tình. Với cái phương châm là tất cả đoàn viên người lao động đều có Tết, thì trong cái dịp Tết năm nay liên đoàn lao động huyện đã tổ chức các cái hoạt động để mà chăm lo hỗ trợ cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền là gần 3 tỷ đồng. Cụ thể thì đối với công nhân lao động khó khăn mà không có điều kiện về quê đón Tết á, thì liên đoàn lao động huyện đã hỗ trợ vé tàu, vé xe, vé máy bay không đồng. Đối với công nhân lao động mà có hoàn cảnh khó khăn ở lại huyện Bắc Tân Uyên đón Tết á, thì liên đoàn lao động huyện tổ chức thăm tặng quà, tổ chức cái chợ Tết công đoàn với nhiều cái mặt hàng giá ưu đãi. Những cái hộ nghèo có cái tiêu chuẩn là được cấp đầy đủ, được nhà nước quan tâm, quà Tết được cũng được cấp phát. Rồi nên gia đình tôi được ổn định,